Vợ cũ Thắng Ngọt lên tiếng về bê bối của nam ca sĩ. Hành vi của Thắng đối với tôi 2 năm qua là vô cùng kinh khủng. Sáng nay, anh Phạm, vợ cũ của Thắng Ngọt, viết tâm thư dài trên trang cá nhân, lên tiếng về những lùm xùm trong thời gian qua. Mở đầu bài viết, anh Phạm kể lại quá trình cùng Thắng lập nên ban nhạc Ngọt. Vợ cũ của Thắng cho biết để gây dựng nên tên tuổi hiện tại, cô và các thành viên trong nhóm đã rất nỗ lực cũng như mang ơn nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, anh Phạm quyết định chia tay Thắng và từ đó mọi chuyện trở nên ồn ào. Chuyện tôi với Thắng xảy ra, nếu không còn tình cảm nữa, muốn tiến tới với người khác, tôi sẵn sàng để Thắng đi. Tôi đã tiễn Thắng từ cách đây 2 năm, nói anh cứ đi xây đắp với người khác, con vẫn luôn là con anh. Nhưng mọi thứ cứ càng ngày tồi tệ hơn với nhiều chuyện tôi không muốn kể ra ở đây. Từ thời gian ấy tôi đã không thể đối thoại nổi và nhận ra đó là một Thắng mà tôi không hề quen. Nhưng ân tình 10 năm của chúng tôi với nhau và tình cảm của Thắng và Vừng ngăn tôi không lên tiếng bất cứ điều gì về những hành vi đối với tôi là vô cùng kinh khủng trong 2 năm qua của Thắng. Tôi chỉ nói với những người cần thiết là gia đình bạn bè. Tôi đã cắt đứt với tất cả những người chứng kiến sự xuống cấp ấy mà nhắm mắt làm ngơ. Tôi cũng không đến gần để mà rõ được Thắng chiều fan là người thế nào. Nhưng khi người ta làm tổn thương đến con tôi phải hành động. Bạn tôi là Bi Chấu cũng chịu uất ức và chứng kiến đồng hành với mẹ con tôi từ lúc tôi mới chia tay. Bi Chấu không chịu nhịn được nữa mới lên tiếng vì quá thương mẹ con tôi. Tôi mong mọi người đừng chĩa mũi nhọn về Bi cũng như mẹ tôi. Anh Phạm cho biết vẫn luôn tôn trọng và nể Thắng nhưng ở phiên bản cách đây 2 năm. Còn hiện tại cô không để mắt và suy nghĩ gì về chồng cũ sau những sự việc tồi tệ mà bản thân đã trải qua. Anh Phạm chia sẻ thêm về mẹ sau bài đăng lên tiếng của bà vào tối mùng 3 tháng 5. Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Tuổi thơ tôi và em tôi lớn lên đã chứng kiến nhiều lần bà cưu mang, giúp đỡ, sửa chữa, xây dựng nhiều người khác nhau, cứ như một công trường di động vậy. Bà làm việc không ngừng nghỉ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày, không chỉ để nuôi tôi và em tôi khôn lớn mà còn để giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Tôi cũng nhìn vào đó mà sống, sau này khi gặp ai hoạn nạn khó khăn cũng đều muốn giúp đỡ người ta hết lòng.